Đây là cái mẫu 606. Thì cái hộp nhạc có thể tháo rời để làm mình làm màn ăn dặm mini cho bé ạ. À, ở bên dưới hộp nhạc là nó có ít trong không, thì khi mình đặt vào thì nó rất là chắc, rất là chắc. Và cái này là mình dùng pin hai viên pin 2A. Có rất là nhạc để chơi cho bé. Xe là có 2 nút điều chỉnh độ cao, mình sẽ bấm cái nút này. Ở dưới nó sẽ có hai cái mức để điều chỉnh độ cao, mình sẽ điều khiển bấm hai cái chốt này. Đây là đang ở mức cao nhất, bây giờ mình sẽ điều chỉnh ở mức thấp nhất là mình bấm cái nút. Đọc lên như vậy là xong. Tương tự mình cũng sẽ làm điều chỉnh ở bên phía này. Đây là cái mức thấp nhất. Thì ở cái mức thấp nhất là cái chiều cao của xe là 37. Còn ở mức cao nhất. Dạ đây là mức cao nhất. Mức cao nhất thì xe có chiều cao là 41. Còn đây là kích thước của bàn ăn. Dạ 41. 21. Ở phần dưới, ở dưới đệm này nó cũng có 4 nút để mình điều chỉnh cái độ cao ạ. Đây, 1, 2, 3, 4. Để mình điều chỉnh được cái độ cao thì mình sẽ tháo rời cái con ốc này. Giờ mình sẽ tháo rời cái con ốc này. Rút con ốc ra. Thì đây là nó có 4 nút điều chỉnh độ cao. Mình muốn điều chỉnh cái mức nào đó, thì mình sẽ đặt con ốc này vào. Sau đó là mình sẽ điều chỉnh, chọn cái mức mình chọn, mình sẽ luồn cái con ốc qua. Rồi, sau đó là mình gài chốt lại là xong ạ. À, thấm hút cực tốt và bên phía dưới là còn có lưới thoáng khí, giúp bé là ngồi thoải mái nhất, không có bị ẩm. Cái phần tựa lưng rất là cứng, cao, giúp bảo vệ phần đầu và cổ của bé một cách toàn diện ạ. À, cái chiều cao của cái phần tựa lưng là 13. Đây là bây giờ em sẽ hướng dẫn cho mình cách gấp gọn xe. À, quên. Là mình sẽ tháo rồi cái hai cái chân, mình sẽ tháo rồi, mình ấn cái nút để mình tháo rồi. Đây mình sẽ tháo rồi, sau đó bấm hai cái nút này để gấp gọn cái phần trong xe. Mình đặt lên như thế này. Khi bé mà từ 6 đến 8 tháng đó là mình sẽ cho bé là tập làm quen với cái xe. Thì mình sẽ cho bé ngồi ở trong cái đệm, mà khi mà bé hơn 8 tháng rồi là mình sẽ có thể điều chỉnh cái phần đệm để cho bé tự tập đi. Thì em sẽ đầu tiên mình sẽ lắp cái xe vào, bóp cái nút. Khi mà bé này đã trên 5 tháng thì mình có thể điều chỉnh lại cái phần này thế nào để bé tự tập đi. À, là mình có thể tháo rồi ra hoặc là mình gắn hết, mình gắn chỗ nào cũng được. À, khóa bánh xe, bánh xe là nó có cái hai cái bánh sau là nó có cái khóa để mình điều chỉnh tốc độ của bánh xe, là tăng giảm, mình tăng giảm tốc độ. Đặc biệt là cái ở dưới cái phần bánh xe là nó có thêm hai cái
cái phanh phụ để khi mà ví dụ như là mình đi xuống dưới cầu thang ấy, thì nó sẽ có cái độ bám này để giữ lại để đảm bảo an toàn cho bé à. Đây là hai cái phanh phụ. Xe có 4 cái bánh nhỏ, 2 cái bánh lớn và 2 cái phanh phụ.